Chương 45 Người thợ dệt Amagrinus, à, chủ ngôi nhà mà người ta mang chàng Vinicius vào, rửa ráy, mặc quần áo cho Vinicius và cho chàng ăn. Sau đó chàng hội dân quan trẻ tuổi, lấy lại sức hoàn toàn, chàng tuyên bố rằng ngay trong đêm ấy chàng sẽ tiếp tục đi tìm ông Linus. Ông Macrinus, một tín đồ thiên chúa, cũng khẳng định lại lời lão khi lon rằng cùng với thầy tu tuổi tác tên là Clemens, ông Linus đã tới Austrianum, nơi sứ đồ Piot rửa tội cho một đám đông các tín đồ của giáo thuyết mới. Những người thiên chúa giáo trong khu phố này được biết rằng ông Linus giao quyền quản lý nhà ông cho một người tên là Gaius, À, nào đó đã từ hai hôm nay Đối với chàng Vinicius Điều đó là bằng chứng chứng tỏ rằng Lygia và bác Usus không có mặt ở nhà Và chắc chắn họ cũng đã cùng ông Linus đi tới Austrianum rồi Ý nghĩ ấy khiến chàng nhẹ cả người Là một người già nua tuổi tác Ông Linus khó có thể hàng ngày đi bộ từ khu Zatibre Ra mãi khu vực bên ngoài cổng thành Nomentan Rồi từ đó lại trở về Zatibre Nên chắc hẳn mấy ngày đó ông đã lưu lại ở nhà Một trong số các đạo hữu bên ngoài thành Và cùng với ông có cả Lygia và bác Usus nữa À, nhờ vậy họ đã thoát được hỏa hoạn và đám cháy nói chung cũng không lan sang sườn bên kia của ngọn đồi Esquilin Vinicius thấy như trong tất cả những sự việc đó có sự an bài của Chúa Christus chàng cảm thấy sự bảo trợ của người đối với chính bản thân chàng và với trái tim tràn ngập hơn bao giờ hết lòng biết ơn chàng thầm hứa với người trong tâm tưởng rằng suốt đời chàng sẽ báo đền ơn người trước những bằng chứng hiển nhiên của ân phước kia Tuy nhiên chính điều ấy càng khiến chàng nóng lòng muốn đi ngay tới Austrianum. Chàng sẽ tìm được Lygia, tìm được ông Linus, ông Piot và sẽ đưa họ về một miền xa xôi nào đó, đến một mảnh đất nào đó của riêng chàng, thậm chí đến tận Sicilia rome đang cháy và sau vài ngày nữa nó sẽ chỉ còn là một đống tro tàn vậy họ còn ở lại đây làm gì trước thảm họa và đám người đang náo động nơi ấy họ sẽ sống giữa những đám nô lệ bị đầy ải nơi ấy họ sẽ được vây bọc giữa sự yên ả của làng quê và sẽ sống thanh bình dưới đôi cánh chở che của chúa christus họ sẽ được ông Piot ban phước lành, chỉ cần tìm ra họ nữa mà thôi. Nhưng đó không phải là chuyện dễ, Vinicius vẫn còn nhớ rõ chàng đã phải vất vả thế nào mới lần được từ đường Via Appia tới khu Satipre, chàng đã phải chật vật biết bao mới tới được con đường Portova. À, nên giờ đây chàng quyết định sẽ đi vòng thành phố theo phía bên kia, đi theo đường Khải Hoàn, dọc theo sông có thể đến được tận cầu Emilius. từ đó bỏ qua Pensius, xuôi cánh đồng thần Max, mang theo các khu rừng Pompeius, Luculo và Salustius có thể đến được Via Nomentan đó là con đường ngắn nhất, song cả ông Macrinus lẫn Lão Kilon đều khuyên không nên đi theo đường ấy, cho tới lúc này ngọn lửa chưa lan tới khu này của thành phố, nhưng tất cả các bãi chợ và đường phố đều có thể bị tắt nghẽn vì người và các thứ đồ đạc của họ lão khi lon khuyên nên đi qua ago vaticanus đến tận porta flaminia tới đó sẽ vượt sông rồi tiếp tục đi dọc bên ngoài tường thành bên ngoài khu vườn Asilius về phía Porta Salaria Sau một lúc ngần ngừ Vinicius đồng ý với lời khuyên ấy Ông Macrinus phải ở lại để tán nhà, xong ông đã cố tìm được hai con la mà họ có thể dùng để lên đường tiếp tục đi tìm Lysia Ông cũng điện cấp thêm cho một người nô lệ nữa đi cùng, nhưng Vinicius từ chối vì chàng nghĩ rằng à, toán quân cấm vệ đầu tiên mà chàng gặp được trên đường đi sẽ tuân theo lệnh chàng giống như lần vừa rồi. Lát sau cùng với lão khi lon tràn lên đường vượt qua pagus chani kulenix về hướng đường khải hoàn ngay cả tại đây những chỗ trống cũng đã biến thành khu hạ trại tuy nhiên họ vẫn len qua được ít vất vả hơn vì phần lớn dân chúng chạy trốn theo đường portova dồn về phía biển qua cổng Septimian họ đi dọc con đường nằm giữa à, dòng sông và những khu vườn Domitia tuyệt đẹp những cây trắc bá khổng lồ của nó bị đám cháy à, hắc ánh đỏ rực trông như nhuộm trong ráng chiều đường mỗi lúc một thoáng người hơn chỉ thản hoặc họ mới phải đương đầu với dòng dân quê đi ngược lại mà thôi vinicius thúc la đi nhanh hết sức còn lão khi lon theo sau chàng suốt dọc đường cứ lầm bầm tự nhủ thế là đám cháy đã nằm lại phía sau và đang làm nóng rát lưng ta chưa bao giờ trên con đường này ban đêm lại sáng tỏ đến thế. Lại thần Zeus, à, nếu người không trút mưa rào xuống dập tắt đám cháy này thì điều đó có nghĩa là người không còn yêu gì Rome nữa cả. Sức người không thể dập nổi đám cháy nhường kia. Cả một thành đô được cả Hy Lạp lẫn toàn thế giới phụ, phục sự kia mà. Ấy vậy mà giờ đây bất kỳ một tên Hy Lạp nào cũng có thể nướng đậu trong đám tro than của thành thành phố ai ngờ được chuyện ấy kia chứ sẽ không còn rôm và sự thống trị của la mã nữa rồi khi đám tro tàn này nguội đi kẻ nào muốn dẫm lên và huyết sáo sẽ được bình an mà huyết sáo tùy thích lại cất thần linh huyết sáo diễu cả cái thành đô thống trị thế giới này kẻ nào trong đám dân hy lạp hay ngay cả bọn dân man rợ nữa lại có thể ngờ được điều ấy. Vậy mà hắn có thể cứ huyết sáo bởi vì đám tro tàn, dù là còn lại sau đống lửa của bọn mục đồng hay sau một thành phố đã bốc cháy thì cũng chỉ là một đống tro tàn. Chống hay chầy rồi gió cũng thổi tung hê đi hết mà thôi. Vừa lầm lầm bầm, thỉnh thoảng lão lại vừa quay nhìn về phía sóng lửa với bộ mặt vừa vui mừng vừa dữ tợn rồi lão lại lẩm bẩm tiếp nó đang chết đang chết sẽ không còn có nó trên mặt đất nữa giờ thì thế giới biết gửi đi đâu mũ cốc ô liu và tiền bạc của mình kia chứ ai sẽ cướp móc vàng và ép ra những giọt nước mắt của thế giới cẩm thạch tuy không cháy nhưng cũng sẽ nát vụn ra trong lửa Capiton thành gạch vụn và Palatin đang thành gạch vụn. Hỡi thần Zeus, Rome vốn là một đồng mà các dân tộc khác như đàn cừu. Khi một đồng đói lòng, hắn chọc tiết một con cừu, chén thịt nó và dâng lên người tấm da. Hỡi vị cha đẻ của tất thảy các thần. Còn giờ đây, hỡi vị thần John mây mù, ai sẽ chọc tiết cừu cho người người biết trao chiếc uh, roi chanh dách vào tay ai đây bởi Rome đang cháy thưa cha như chính người đã dùng sét của người thiêu cháy vậy à, quàng lên vinicius dục lão ngươi làm gì thế tôi đang khóc thương Rome, thưa ông chủ lão khi lon đáp một thành đô thần vương như thế chú thích nguyên văn một thành đô của jupiter như thế hết chú thích hồi lâu họ cứ đi trong im lặng lắng nghe tiếng gầm réo của đám cháy và tiếng sao động của những cánh chim à, giống bồ câu vốn làm tổ hàng đàn hàng lũ trong những tòa biệt thự và những thị trấn khắp vùng campania cùng đủ loại chim đồng từ biển và từ vùng núi lên cận bay hàng đàn như đuôi như mù lao vào đám lửa chắc hẳn chúng tưởng nhầm ánh lửa cháy là ánh sáng mặt trời Vinicius là người đầu tiên phá vỡ im lặng khi đám cháy bùng nổ ngươi đang ở đâu tôi đang đến thăm ông bạn uh, Orisius thưa ông chủ ông ta đang giữ một quầy hàng cạnh đại hí trường tôi đang mãi suy ngẫm về giáo thuyết của đức chúa christus thì vừa lúc người ta bắt đầu kêu lên cháy người ta tụ tập chung quanh hí trường vừa để cứu hỏa vừa vì tò mò nhưng đến khi ngọn lửa trùm lên cả hí trường đồng thời lại xuất hiện ở một vài nơi khác thì người ta phải nghĩ ngay tới chuyện tự cứu lấy bản thân. Ngươi có trông thấy những kẻ ném đuốc đang đang cháy vào các nhà không? À, có gì mà mắt tôi không thấy? Hỏi cháu nội của ngài Eneas, à, tôi đã trông thấy người người ta dùng gươm để dọn đường trong đám đông. Tôi đã trông thấy những đám đánh nhau và gan ruột người bị dẫm đạp nhầy nhụa trên đường. Ôi thương ngài, giá ngài nhìn thấy cái đó, hẳn ngài ngỡ rằng bọn man rợ đã chiếm lĩnh được thành phố và đang tàn sát. Bốn chung quanh người ta gào lên rằng đã tới hồi tận thế mất rồi, một số kẻ hoàn toàn mất tinh thần, không còn muốn trốn chạy và chờ đợi một cách vô hồn, cho đến khi ngọn lửa ngoạm lấy chúng. Bọn khác điên khùng lên, bọn khác nữa hú hét lên vì tuyệt vọng. Xong tôi cũng trông thấy cả những kẻ hú hét lên vì sung sướng bởi vì thưa ngài trên đời này có biết bao kẻ đốn mạt không hề biết đánh giá đúng cái tốt đẹp của sự thống trị an bình của chúng ta và của những quyền chính đáng cho phép các ngài được tước đoạt hết tất cả mọi người những gì họ có thể chiếm làm của mình loài người không biết sống hòa hợp với ý chí các vị thần linh Quá bận tâm tới những ý nghĩ riêng tư vinicius không nhận thấy sự chăm chọc rung ngân trong những lời của lão khi lon cơn rùng mình kinh hoàng chạy xuyên dọc suốt người chàng khi nghĩ rằng lygia có thể rơi vào đám hỗn loạn đó trên những phố xá kinh khủng đó nơi người ta chà đạp lên ruột gan của con người Vậy nên mặc dù đã tới 10 lần chàng hỏi lão khi lon về tất thảy những gì lão có thể biết, chàng vẫn còn quay lại hỏi lão lần nữa. Vậy nhưng chính mắt ngươi đã trông thấy họ tại Austria năm chứ? Tôi đã trông thấy thưa con trai của nữ thần Venera. Tôi đã trông thấy nàng trinh nữ, bác Ly ghi tốt bụng, ông Linus thánh thiện và đức sứ đồ Piot trước khi có đám cháy chứ? Trước đám cháy hỏi Mitro. À, xong trong lòng chàng Vinicius lại nảy sinh lòng ngờ vực, không hiểu lão Kilon có bịa chuyện không. Chàng bèn kìm con la, nhìn lão Hy Lạp, vẽ đầy đe dọa rồi hỏi. Thế nhà ngươi làm gì ở đó? Lão Kilon bối rối, mặc dù cũng giống như nhiều người khác, lão ngỡ rằng một khi Rome tiêu hủy thì cũng chấm dứt sự thống trị của La Mã nhưng lúc này lão đang mặt đối mặt với vinicius lão chợt nhớ ra rằng chính chàng đã cấm lão dòm ngó những người thiên chúa đặc biệt là ông linus và lisia với một lời đe dọa khủng khiếp nếu lão vi phạm Thưa ngài, lão nói, sao ngài lại không tin rằng tôi yêu mến họ? Chính thế, tôi có mặt tại Austrianum bởi vì bản thân tôi đã nửa phần là tín đồ thiên chúa. Piron đã dạy tôi phải đánh giá phẩm hạnh cao hơn triết lý, nên càng ngày tôi càng gắn bó với những con người đức hạnh ngoài ra thưa ngài tôi nghèo khó và trong khi ngài thưa thần jupiter đang chơi bời ở ancium thường khi tôi phải chịu đói lòng trên những trang sách vậy nên tôi đành phải ngồi bên tường thành tại austrianum bởi lẽ những tín đồ thiên chúa à, mặc dầu bản thân họ cũng nghèo nhưng bố thí nhiều hơn tất thảy các công dân la mã cộng lại Đối với Vinicius, lý lẽ này hoàn toàn đủ nên chàng bèn hỏi tiếp với vẻ ít dữ tợn hơn. Và ngươi không biết thời gian ấy ông Linus sống tại đâu chứ? À đã một lần ngài trừng phạt tôi tàn khốc thương ngài về tội quá tò mò. Vinicius im lặng tiếp tục đi thưa ngài lát sau lão khi lon lên tiếng ngài không thể tìm nổi nàng trinh nữ giá như không có tôi vậy một khi ta tìm được nàng ngài sẽ không quên à, nhà hiền triết nghèo khổ này chứ ạ à. ngươi sẽ được nhận một ngôi nhà với vườn nho ở gần Ameriola Vinicius đáp tạ ơn người hỏi Hercules với trại nho sao cảm ơn người ồ phải với trại nho lúc này họ băng qua ngọn đồi vatican đỏ rực trong ánh lửa rồi sau khi qua nomachila họ rẽ phải để vượt qua cánh đồng vatican tiến đến bờ sông và vượt qua sông đi tới porta flaminia đột nhiên lão khi lon ghìm con la lại và bảo Thưa ngài, tôi chợt nghĩ ra một ý hay. Nói đi, Vinicius bảo. Ở giữa đồi Chanicun và đồi Vatican, bên kia khu vườn Agrippina, có những hầm ngầm nơi người ta khai thác đá và cát để xây dựng hí trường Nero. Thưa ngài, xin ngài hãy nghe tôi. Thời gần đây, bọn Do Thái, mà như ngài biết đấy, chúng sinh sống rất đông ở khu Gia -tipre bắt đầu rình mò gắt gao những người thiên chúa giáo. Ngài chắc nhớ là từ thỏa sinh thời, hoàng đế Claudius hiển linh đã từng xảy ra những vụ lộn xộn, đến nỗi hoàng đế buộc phải đuổi cổ bọn chúng ra khỏi Rome. Hiện nay, một khi đã quay trở về và nhờ có thế lực của Augusta mà chúng cảm thấy được yên ổn, thì chúng lại càng quấy phá tín đồ thiên chúa giáo dữ hơn tôi biết rõ chuyện đó lắm tôi trông thấy mà chưa có một đạo luật nào chống dân thiên chúa được ban bố nhưng chính bọn do thái đã kiện với ngài đô trưởng rằng dân thiên chúa giết chóc trẻ con thờ bọn lừa và truyền bá một giáo thuyết chưa được viện nguyên lão công nhận và chính bọn chúng đã đánh đập họ và tấn công vào các nhà nguyện của họ hung tợn đến mức dân thiên chúa giáo buộc phải che giấu chúng những hoạt động của họ nhưng nhà ngươi muốn nói điều gì vinicius nói À, rằng thưa ngài, các khu nhà nguyện tồn tại công khai ở khu Zatipra, nhưng để tránh bị theo dõi, dân thiên chúa giáo phải cầu nguyện một cách bí mật. Họ tụ tập nhau lại trong các lều hoang ở ngoại thành hoặc trên các đấu trường bỏ trống. Những kẻ sinh sống ở khu Zatipra đã chọn đúng chỗ này, nơi được hình thành vì lý do xây dựng hí trường. Cùng nhiều ngôi nhà khác nhau dọc sông Tiber. À, giờ đây khi thành phố đang bị thiêu hủy. À, chắc hẳn các tín đồ của chúa Christus đang cầu nguyện. Chúng ta sẽ tìm ra bọn họ. Đông vô kể trong các hầm ngầm dưới đất. Vì thế tôi xin ngài. Chúng ta sẽ rẽ vào đó trên đường đi. Thế mà nhà ngươi lại nói rằng ông Linus đã rời tới Ostrianum. Vinicius sốt ruột thốt lên còn ngài thì hứa cho tôi ngôi nhà có trại nho ở gần amariola lão khi lon đáp vậy nên tôi muốn tìm kiếm nàng tiên nữ khắp mọi nơi những nơi mà tôi có hy vọng tìm thấy nàng khi đám cháy bùng nổ họ có thể đã quay lại khu Zatipra. có thể họ đã đi vòng quanh thành phố giống như chúng ta lúc này đang làm vậy ông Linus vốn có một nếp nhà có thể ông ấy muốn được ở gần nhà hơn để nhìn xem đám cháy có lan tới khu này hay không nếu như họ quay trở về thì tôi xin thề với Persephone thưa ngài rằng chúng ta nhất định sẽ tìm thấy họ đang cầu nguyện trong hang ngầm tệ nhất thì chúng ta cũng thu được những tin tức nào đó về họ Ngươi nói phải, vậy hãy dẫn đường đi, chàng hội dân quan nói. Không ngần ngại, lão khi lon quành về bên trái, về hướng ngọn đồi. Hồi lâu, sườn đồi che khuất đám cháy cho họ, nên mặc dù những chỗ cao gần đấy vẫn ngập trong ánh sáng, nhưng chính họ lại chìm trong bóng tối bỏ qua hí trường họ rẽ sâu hơn nữa về bên trái và lọt vào một chốn giống như một khe núi trong đó hoàn toàn tối đen nhưng trong bóng tối đó vinicius trông thấy nhiều đèn lửa chập chờn bọn họ đấy lão khi lon thốt lên hôm nay bọn họ sẽ đông hơn bao giờ hết bởi vì những nhà nguyện khác đã bị thiêu hủy hoặc đang dày đặc khói giống như ở khu phố Zati phải ta nghe có tiếng hát, Vinicius nói quả thực từ một lỗ hổng tối tăm bên trên vọng ra những giọng người đang hát còn những ánh đèn lần lượt thay nhau mất hút vào trong ấy xong à, từ những khe núi bên cạnh mỗi lúc một hiện ra những bóng người mới và lát sau Vinicius cùng Lão lon lọt vào giữa một đám đông người Lão lon xuống la gật đầu với một thiếu niên đang bước đi bên cạnh và bảo ta là tăng lữ của Đức Christus một giám mục ngươi hãy trông la cho chúng ta ngươi sẽ được ta ban phước lành và rửa sạch mọi thứ tội lỗi rồi không chờ trả lời, lão ấn dây cương vào tay cậu bé và cùng với chàng Vinicius nhập vào toán người đang đi. Lát sau, họ đi vào hang ngầm dưới đất, lần mò theo ánh đèn mờ ảo chập chờn trong cái hành lang tối tăm cho đến khi tới được một cái vòm hang rộng rãi. Ở nơi trước đây, trước kia hẳn người ta đã khai thác đá vì các vách hang được tạo thành từ những phiến đá với những vết toát mới tinh khôi à, ở đây sáng hơn trong hành lang vì ngoài những cây đèn cầy và đèn nhỏ còn có các ngọn đuốc à, cháy rần rệt trong ánh đèn đuốc vinicius trông thấy một đám đông người đang quỳ gối vươn hai tay lên trời à, chàng chẳng thấy lygia sứ đồ piot và ông linus đâu cả Ngược lại, vây chung quanh chàng là những khuôn mặt trang trọng và đầy xúc động. Trên một số khuôn mặt hiện rõ vẻ chờ trông, lo lắng và hy vọng. Ánh đèn lửa nhảy nhót trong lòng trắng của những đôi mắt đang ngước nhìn lên, mồ hôi tuôn chảy trên vườn trán nhợt nhạt như phấn. Một số người đang ca hát, những kẻ khác thành tâm gọi cầu tên Chúa như Jesus, một vài người đấm ngực thình thịch, có thể đoán được rằng người ta đang chờ trong một cái gì trọng đại sắp xảy ra sau phút chốc nữa thôi. Đột nhiên những người hát im bặt và trên đầu đám người trong một cái ô cửa hình thành sau khi lấy đi một phiến đá khổng lồ chợt hiện ra khuôn mặt ông Crispus quen thuộc với Vinicius, khuôn mặt gần như mê hoảng, tái nhợt, sùng kính và khắc nghiệt, mọi cặp mắt đều hướng về ông dường như chờ đợi những lời động viên và hy vọng. Còn ông, sau khi chào đám người, bắt đầu cất tiếng nói vội vã, gần giống như những tiếng kêu la. Các ngươi hãy than tiếc đi cho những tội lỗi của các ngươi, bởi giờ đã đến rồi. Đấy, Đức Chúa đã trút ngọn lửa hủy diệt xuống cái, cái thành phố tội ác đã trát tán này như xuống một thành phố một thành Babylon mới đã điểm rồi giờ phút xét xử, giận dữ và thảm họa. Chúa đã báo trước rằng người sẽ đến và các ngươi sẽ được trông thấy người, nhưng người sẽ không đến đây như con chiên đã từng hiến máu, chuộc tội cho các ngươi mà như một vị quan tòa kinh khủng nhân danh công lý của người dìm những kẻ có tội và bất tin vào vực thảm. thảm thương thay cho những kẻ có tội vì đối với chúng sẽ không còn có lòng nhân từ nữa con đã đe thấy người kia rồi hỏi chúa christus những cơn mưa sao đang sa xuống mặt đất vườn thái dương tối tăm đi mặt đất há ra những vực thẳm khôn cùng những hồn ma của những người đã quá cố thức dậy và người đi giữa tiếng kèn giữa đoàn thiên sứ giữa tiếng sấm và làn chớp giật con đã thấy và đang nghe thấy tiếng người kia hỏi chúa christus Ông chợt câm bạch và ngửa mặt lên Dường như đang giỏi nhìn một cái gì xa xôi và khủng khiếp Và chính lúc ấy Trong cái hang ngầm chợt vang rền tiếng ầm ầm câm đặc Một, hai, rồi mười tiếng Đó là tiếng của hàng dãy những ngôi nhà cháy trụi Đang sập đổ trong tiếng ầm ầm giữa một thành phố Đang rừng rực cháy nhưng phần lớn những người thiên chúa giáo xem tiếng động đó là tín hiệu báo rõ ràng giờ kinh khủng đã tới. Vì trong số các tín đồ ấy, lòng tin vào sự xuất hiện lần thứ hai và nhanh chóng của chúa Christos cùng với sự tận thế được truyền bá rất rộng. Lúc này lòng tin ấy được củng cố thêm bởi hỏa tai của thành đô. Vậy nên nỗi sợ chúa trời trùm lên đám người, nhiều giọng nói lắp đi lắp lại ngày phán xét người đang đến kia rồi nhiều người lấy tay che mặt vì tin rằng chỉ giây lát nữa thôi mặt đất sẽ rung lên dưới chân và từ những vực thẳm của nó những bầy thú dữ của địa ngục sẽ kéo ra để lao vào những kẻ có tội những kẻ khác kêu lên lạy chúa christus xin hãy thương tình hỡi người chuộc tội xin người hãy nhân từ còn một số người nữa lớn tiếng thú tội và cuối cùng có những người ôm chặt lấy nhau để có được bên mình những trái tim gần gũi trong giờ phút kinh khủng Xong cũng có những người khuôn mặt chứa cha nụ cười thiên giới thanh thản và không hề biểu lộ nỗi sợ hãi nhiều chỗ vang lên những lời bàn tán à, trong cơn cuồng tín người ta bắt đầu kêu to những câu không ai hiểu nổi bằng những thứ ngôn ngữ khó hiểu từ một góc hang tối đen có ai đó kêu lên hãy tỉnh dậy đi cả người nào còn đang ngủ bên trên tất cả là tiếng kêu của ông Crispus cẩn thận đấy cẩn thận đấy Tuy nhiên, thỉnh thoảng im lặng lại bao trùm, dường như ai nấy đều nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Vào những lúc đó, có thể nghe rõ tiếng ầm ầm xa xa của những khu phố đang sụp đổ. Rồi lại vang lên tiếng rền rĩ, lời cầu nguyện, bàn tán và tiếng kêu cầu, hỡi người chuộc tội xin người hãy thương tình. Chốc chốc ông Chris Bush lại lên tiếng, ông kêu lên các ngươi hãy chối bỏ đi những của cải trần thế bởi vì chỉ chốc nữa thôi sẽ không còn đâu mặt đất dưới trên các ngươi hãy chối bỏ đi những tình yêu trần thế bởi chúa sẽ không nhận những kẻ nào yêu vợ con hơn yêu người thương thay cho kẻ nào yêu thương vật được sáng tạo hơn người sáng tạo đáng thương thay cho kẻ giàu đáng thương thay những kẻ xa hoa đáng thương thay những kẻ trụy lạc đáng thương thay cho chồng cho vợ cho con Đột nhiên một tiếng rền mạnh hơn tất thảy những tiếng động trước kia Làm rung chuyển cả khu mỏ đá Tất cả mọi người đều nằm lăn ra đất Giang tay thành hình chữ thập Mong dùng cái dấu hiệu này tự vệ trước những loài quỷ dữ Im lặng bao trùm Trong đó chỉ nghe những hơi thở gấp gáp Những tiếng thì thầm đầy kiên hoảng Jesus, Jesus, Jesus À, và đâu đây có tiếng khóc trẻ thơ à, đúng vào lúc đó bên trên cái biển người đang nằm rạp chợt vang lên một giọng nói thật bình tĩnh à, bình an cùng các người đó là tiếng của sứ đồ piot người vừa mới bước vào hang nghe thấy tiếng ông lập tức nỗi sợ hãi của mọi người qua đi hệt như nỗi hãi hùng của đàn chiên con qua ngay khi người chăn chiên xuất hiện người ta nhổm dậy những người ở gần nép vào chân ông như tìm kiếm chỗ nương tựa dưới cánh ông còn ông giơ đôi cánh tay trên đầu họ và nói à, sao các người lại sợ hãi trong lòng ai trong các người có thể đoán trước được những điều gì sẽ đến với mình trước khi giờ phút điểm Chúa đã dùng lửa trừng phạt thành Ba lon, nhưng đối với các ngươi, những kẻ đã chịu lễ rửa tội, những kẻ đã được máu của chính con chiên chuột cho mọi lỗi lầm, thì sẽ là lòng nhân từ của người, các ngươi sẽ chết với tên người trên môi, bằng an cùng các ngươi sau những lời dữ tợn và thiếu lòng nhân của ông crispus những lời của ông piot đến với những người có mặt tựa như mật ngọt thay cho nỗi sợ chúa lòng yêu chúa tràn ngập lòng người họ lại tìm thấy được một đức chúa christus mà họ hằng yêu qua những lời kể của đức sứ đồ không phải là một vị quan tòa chẳng chút nhân từ mà là một con chiên ngọt ngào và kiên nhẫn mà lòng nhân trăm lần vượt quá sự giữ của nhân loại một cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm toàn bộ đám người nỗi vui sướng cộng với lòng biết ơn đức sứ đồ tràn ngập môn trái tim nhiều giọng nói từ các phía khác nhau vang lên chúng tôi là chiên con của người xin người hãy chăn dắt chúng tôi những kẻ được ở gần hơn thì nói xin đừng bỏ chúng tôi trong ngày hoạn nạn và họ quỳ quanh trên ông nhìn thấy thế Vinicius tiến lại gần nắm lấy mép chiếc áo choàng của ông chàng cúi đầu nói xin người hãy cứu lấy con con tìm kiếm nàng trong khói của đám cháy cũng như trong đám người dày đặc nhưng chẳng nơi đâu con tìm nổi nàng song con vẫn hằng tin rằng người sẽ có thể mang nàng trả về cho con ông Piot đặt tay lên đầu chàng, con hãy tin ông nói và hãy đi cùng ta. Chương 46 Thành phố vẫn cháy triền miên, đại hiến trường đổ sụp thành một đống tro tàn. Sau đó tại những khu phố bị bốc cháy đầu tiên, từng dãy phố, từng ngõ phố cùng đổ sụp mỗi lần sụp đổ như thế những cột lửa lại vọt lên cao đến tận trời gió đã đuổi chiều và với một sức mạnh khó đo nổi thổi về từ phía biển mang tới caelinus mang lên đồi esquilinus và đồi viminalis những sóng lửa tàn lửa và tro than Tuy nhiên, người ta cũng bắt đầu nghĩ tới việc cứu hỏa. Theo mệnh lệnh của Tigellinus, cả à, mãi ngày thứ ba mới từ Anseum chạy về, người ta bắt đầu phá sập các ngôi nhà trên đồi Esquilinus, để khi gặp phải chỗ trống, ngọn lửa sẽ tự tách đi. Song đó chỉ là một sự cứu chữa vô ích mà người ta cố công tiến hành để cứu lấy phần còn lại của thành phố, bởi vì đối với những gì đã cháy trụi đi rồi thì chẳng cần thiết phải nghĩ tới chuyện cứu chữa làm chi nữa. Ngoài ra còn phải lo đối phó với những hậu quả tiếp theo sau thảm họa cùng với thành Rome đã bị tiêu hủy vô vàn của cải, toàn bộ tài sản của các cư dân thành đô khiến cho giờ đây chung quanh tường thành hàng trăm ngàn người cùng khổ phải sống trong cảnh lang thang, màn trời chiếu đất. À, ngay từ hôm thứ hai, cái đói đã bắt đầu đe dọa đám người đông nhung nhúc này bởi lẽ những kho lương thực à, dự trữ đầy ắp trong thành phố đã bị tiêu hủy cùng với nó mà trong cảnh hỗn loạn chung và tình trạng rã rời của các quan chức, chưa một ai nghĩ tới chuyện chuyển số lương thực mới tới cung cấp. Mãi sau khi Tigellinus mới tới mới có những mệnh lệnh thích hợp được gửi tới Ostia. Song lúc này dân chúng đã bắt đầu trở nên mỗi lúc một hung tợn hơn. Ngôi nhà gần Aqua Appia, nơi Tigellinus tạm nương náu bị bao vây bởi những đám đông đàn bà kêu gào từ sáng sớm đến đêm. Bánh mì và nhà ở. Bọn lính cấm vệ được điều từ trại biên lớn nằm giữa Via Salaria và Nomentan cố công nhưng không sao duy trì được trật tự. Nhiều nơi người ta công khai dùng vũ khí chống lại chúng, nơi khác những đám đông không một tấc sắt chỉ tay về phía thành phố đang cháy thét lên. Với ngọn lửa kia, chúng mày hãy cứ giết chúng tao đi. Người ta nguyền rủa hoàng đế, đám cận thần, lính cấm vệ và mỗi giờ không khí sôi sục lại càng nóng bỏng thêm lên đến nỗi ban đêm khi nhìn hàng nghìn đám lửa vây quanh thành phố tigalinus tự nhủ thầm rằng đó chính là lửa của các trại biên kẻ thù vậy theo lệnh y, ngoài bột mì, người ta còn chở đến rất nhiều bánh mì đã nướng sẵn, không những chỉ từ Ostia mà từ khắp các thị trấn và làng mạc trong vùng. Nhưng khi chuyến đầu hàng đầu tiên được chở tới Emporium, dân chúng đã phá cổng thành chính từ phía đồi Aventine và chỉ trong chớp mắt đã cướp sạch sành sang số lương thực ấy, gây ra một cảnh náo động kiên hoàng trong ánh lửa đỏ người ta giàn giật nhau cướp từng ổ bánh mì giẫm nát vô số ổ khác dưới chân từ những bao bột mì bị rách bột vung vải như tuyết trắng phủ đầy khoảng không gian từ các kho ngũ cốc đến tận cổng vòm ở Trusers và trơmalik cơn náo động kéo dài mãi cho tới khi bọn lính vây chặt cấp tòa nhà và dùng tên đạn xua đuổi đám người kể từ thời xảy ra cuộc tiến công của người Gali dưới sự thống lĩnh của Brennus, Rome chưa khi nào gặp phải một thảm họa tương tự và người ta cũng tuyệt vọng khi so sánh hai đám cháy ấy với nhau. Trước kia, dù sao, Capiton cũng còn được thoát thân. Còn giờ đây vây quanh Capiton là cả một vùng lửa rừng rực. Dù đá cẩm thạch không bị lửa đốt cháy nhưng ban đêm khi thỉnh thoảng những ngọn lửa bị gió thổi dạt ra có thể trông rõ những hàng cột của đền tượng của đền thượng Jupiter bị nung đỏ và phát ra ánh sáng màu hồng giống như những hòn than cháy bỏng vã trang thời Prenus, Rome có một đám dân chúng có kỹ cương, thống nhất, gắn bó với thành đô và với bàn thờ còn giờ đây muốn chung quanh bức tường thành của thành phố hừng hực cháy đang lang thang một đám người lan trạ, đủ mọi thứ ngôn ngữ mà phần đông là nô lệ và nô lệ giải phóng náo động vô cương và dưới tác động của sự bình hàn sẵn sàng chĩa mũi nhọn chống lại cả chính quyền lẫn thành đô tuy nhiên chính cái quy mô to lớn của đám cháy khiến trái tim người tràn ngập hải hùng đã dẹp yên một phần nào đó đám tiện dân sau hỏa hoạn sẽ có thể tiếp đến nạn đói và bệnh tật vì không may chính những ngày đó lại là những ngày tháng bảy nóng nực vô chừng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa và mặt trời không sao thở được đêm không những không mang đến đôi chút dễ chịu mà lại trở thành địa ngục còn ban ngày thì phơi bày ra một cảnh tượng kiên hoàng và dữ dội Ở giữa trung tâm là thành đô khổng lồ trên các ngọn đồi Đang biến thành một núi lửa phun Còn khắp bốn chung quanh tới tận núi An Ban Là một khu trại vô tận gồm những nhà, những lều, trại căng tạm À, xe ngựa cán kiệu những đống lửa bị che khuất trong những đám khói đám bụi mù mịt được chiếu sáng bởi những tia nắng mặt trời hung hung đỏ vì xuyên qua đám cháy đầy tiếng ồn ào tiếng kêu la lời đe dọa nỗi hành thù và sự sợ hãi một đám quần hợp à, quỷ quái của những đàn ông đàn bà và trẻ con giữa những người quy rít là dân Hy Lạp, những cư dân mắt màu nhạt của phương Bắc, những người châu Phi và châu Á, những đám công dân là bọn nô lệ, nô lệ giải phóng, đấu sĩ, thương nhân, thợ thủ công, nông dân và binh lính, cả một biển người thật sự vây quanh hòn đảo lửa đủ loại tin tức khác nhau làm sao động cái biển cả này như gió làm nổi lên những làn sóng những tin lành và không lành người ta kháo nhau về những kho vô vàn lương thực và quần áo đã được chở tới emporium và sẽ được phát triển. người ta còn nói rằng theo lệnh của hoàng đế các tiễn trấn ở châu á và châu phi sẽ bị cướp sạch sàng sang tài sản của cải à, số của cướp được thu vào ngân khổ sẽ đem chia cho dân chúng thành rome để mỗi người có thể tự xây dựng lại nhà ở cho chính mình À, xong đồng thời người ta cũng truyền đi những cái tin ví như nước trong các đường máng đã bị đánh thuốc độc và Nero muốn hủy diệt thành đô, trẻ hết cư dân thành phố để chuyển đến Ai Cập hoặc Hy Lạp và từ đó thống trị thế giới. Mỗi tin tức đều lan truyền nhanh như chớp và đều tìm thấy lòng tin trong đám tiện dân, gây nên những cơn bùng nổ của hy vọng hay giận dữ kiên hoàng hoặc điên khùng, rốt cuộc hàng nghìn, hàng nghìn con người lang thang ấy dường như bị lên một cơn sốt nào đó lòng tin của các tín đồ thiên chúa giáo rằng ngày tận thế kết thúc bằng lửa đã đến gần mỗi ngày thêm lan rộng giữa đám tín đồ thờ các vị linh thần người ta rơi vào cơn chán trường nhắm mắt đưa chân hoặc vào cơn điên loạn người ta trông thấy những giữa những đám mây được quần lửa chiếu sáng là những vị thần đương nhìn xuống sự hủy diệt trái đất họ vươn tay lên cờ cầu xin lòng thương xót hoặc trỏ tay nguyền rủa các thần Trong khi đó, với sự trợ lực của một số cư dân thành phố, binh lính vẫn tiếp tục phá vỡ nhà trên đồi Esquilin, trên đồi Caelius, cũng như ở khu Zatipra, nhờ đó phần lớn khu này được cứu thoát. Nhưng giữa lòng thành phố đã cháy rụi nhiều kho báu vô kể, được tích tụ qua bao thế kỷ chiến thắng. Ê, những tác phẩm nghệ thuật vô giá, những thần miếu tuyệt vời và những kỹ vật quý giá nhất của quá khứ và niềm vinh quang La Mã. Người ta đồ rằng cả thành phố chỉ cứu được vài khu phố nằm ngoài rìa và hàng trăm nghìn con người trở nên không có mái che thân. Một số người tuy vậy vẫn đồn rằng binh lính phá nhà không phải để kìm hãm ngọn lửa mà chính là để cho không còn một thứ gì của thành phố còn sót lại. Trong từng bức thư, Tigellinus đều cầu xin hoàng đế hãy trở về và dùng sự có mặt của người làm yên lòng đám dân chúng đang tuyệt vọng. Nhưng Nero chỉ lên đường khi ngọn lửa đã chiếm lĩnh Domus Transitoria. Chú thích Latin, nhà truyền ngôi, hết chú thích. Ngài vội vã để không bỏ lỡ mất thời điểm khi đám cháy đạt tới sức mạnh khủng khiếp nhất. Chương Chương 47 À, trong khi ấy ngọn lửa đã lan đến Via Nomentan, từ đó cùng với gió đổi chiều, gió ngoặt về phía Via Lata và về phía sông Tiber, à, vòng quanh đồi Capiton tràn xuống Forum Boarium à, và tàn phá tất thảy những gì mà nó lướt qua trong đà cuốn đầu tiên, nó lại tiến đến gần Palatine một lần nữa, tập trung tất cả lực lượng quân cấm vệ Tigellinus phái hết điệp sứ này đến điệp sứ khác đến báo tin cho vị hoàng đế đang tiến về rằng sự tuyệt vời của cảnh tượng chưa bị mất mát chút gì hết vì đám cháy đang ngày một mạnh thêm lên. Nhưng Nero muốn đến vào lúc ban đêm để có thể chiêm ngưỡng cảnh thành phố đang bị hủy diệt một cách hoàn hảo hơn. Nhằm mục đích đó, ngài dừng chân lại trong vùng Aqua Ban. Albana rồi gọi diễn viên bi kịch Aliterus vào lều, giúp ngài chuẩn bị thân hình, bộ mặt, cái nhìn, ngài học nhẩm những cử chỉ thích hợp, tranh luận sôi nổi với y xem khi nói những lời: "Ôi, thằng đô thần thánh nghe những tưởng trường tồn hơn cả Ida." ngài sẽ phải vươn cả hai tay lên trời hay một tay cầm cây đàn ga để thỏng hoặc dọc thân mình còn tay kia giơ lên và đối với ngài câu hỏi đó lúc này quan trọng hơn tất thảy mọi sự Mãi đến xế chiều ngài mới lên đường và còn hỏi ông Petronius xem trong những vần thơ dành cho thảm họa có nên cài thêm vài lời chế giễu các thần linh và liệu những lời như thế xuất phát từ quan điểm nghệ thuật có phải là những lời tích yếu thốt ra từ miệng một con người bị mất quê hương ở trong hoàn cảnh tương tự hay không. À, gần nửa đêm, cùng với đám quần thần hùng mạnh của mình, gồm các cận thần nguyên lão, hiệp sĩ, nô lệ giải phóng, nô lệ, phụ nữ và trẻ con, Ngài mới tiến đến gần tường thành. 16.000 lính cấm vệ dàn thành đội hình chiến đấu ở dọc đường đi, canh gác cho sự yên ổn và bảo đảm an toàn cho chuyến đi của Ngài, đồng thời giữ một khoảng cách nhất định với đám dân chúng đang náo động. Tuy dân chúng quả thực có nguyền rủa gào thét và huyết sáo khi nhìn thấy bóng dáng bầu đoàn thê tử của Ngài, nhưng không dám tấn công. Nhiều nơi thậm chí còn vang lên những tiếng hoan hô do bọn vô lại phát ra, bởi bọn chúng chẳng có tí gì nên cũng chẳng hề bị mất mát gì trong đám cháy chúng còn trong ngóng một sự ban phát lương thực, ô liu, quần áo và tiền bạc hậu hiển hơn thường lệ. Và nói cho cùng, cả tiếng hoan hô lẫn tiếng huyết sáo và gào thét đều bị át đi trong tiếng kèn và tù và tù và mà Tigellinus đã lệnh thổi. Sau khi vượt qua cổng thành Ostia, Nero dừng chân một lúc và thốt lên, vị chúa tể không nhà của đám dân chúng không nhà, biết đặt ở đâu cho qua đêm mái đầu bất hạnh của ta. Rồi đi theo đường ở Delphini, Ngài bước lên những bậc thang chuẩn bị sẵn cho Ngài, leo lên đường máng nước Appia, theo sau là các cận thần và dàn đồng ca của các ca công mang theo thi cầm, đàn tranh và các nhạc cụ khác. Và tất cả mọi người đều nín thở chờ xem Ngài có nói ra những lời kỳ vĩ nào đó hay chăng, những lời mà họ cần phải nhớ để được an toàn cho bản thân mình. Nhưng Ngài chỉ đứng trang nghiêm như mù lòa, khoác mang áo choàng màu đỏ thắm, đội một vòng lá nguyệt quế màu vàng, chăm chú ngắm nhìn sức mạnh cuồng bạo của ngọn lửa khi thép uh, trao cho ngài chiếc đàn luyết bằng vàng ngài ngước mắt nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh lửa dường như chờ cảm hứng từ đằng xa dân chúng đưa tay chỉ trỏ ngài đang ngập trong ánh lửa đỏ phía xa xa những con rắn lửa réo rít đang cháy sáng những di tích vĩnh hằng thiêng liêng nhất cháy thần miếu Hercules do chính Evander dựng nên, thần miếu Jupiter Stator và thần miếu Luna do Frespius Tullius xây dựng. Ngôi nhà của Numa Pompilius và di tích Vesta với những vị gia thần của dân chúng Rome. Thỉnh thoảng trong đám bờm lửa hiện ra Capiton, quá khứ và linh hồn của La Mã đang cháy. Còn ngài, vị hoàng đế thì đứng cầm chiếc đàn lít trong tay với bộ mặt của một gã diễn viên bi kịch và với ý nghĩ không phải về quê hương đang chết mà về dáng vẻ và những lời trang trọng mà ngài có thể diễn tả tốt nhất sự kỳ vĩ của thảm họa để gây nên sự thán phục to lớn nhất và có được những tiếng hoan hô nồng nhiệt nhất Ngài căm thù cái thành phố này, căm thù các cư dân của nó. Ngài chỉ yêu có những phút những khúc hát lời thơ của mình mà thôi. Vậy nên trái tim ngài sung sướng hơn hoan vì rốt cuộc ngài được chứng kiến cái bi kịch tương tự như cảnh mà ngài mô tả. Gã thợ vần cảm thấy hạnh phúc tên xuống đọc cảm thấy hứng khởi, cả tìm kiếm xúc cảm mê mẩn với cảnh tượng kinh khủng và khoái trá nghĩ rằng ngay cả sự triệt phá thành Tora cũng chẳng là cái thá gì so với sự triệt phá cái thành đô khổng lồ này ngài còn có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa kìa thành rome thành rome bá chủ thế giới đang bị cháy còn ngài đứng trên những vòng cung của đường bán nước với chiếc đàn lít bằng vàng trong tay nổi bật đỏ tươi được kinh ngạc đầy tuyệt vời và đầy thi tứ À, đâu đó tận phía dưới kia trong bóng tối dân chúng xôn xao và bạo loạn nhưng chúng nó cứ việc xôn xao đi nhiều thế kỷ sẽ trôi qua hàng nghìn năm sẽ qua đi nhưng người ta vẫn hằng nhớ vào ngợi ca nhà thơ đã hát về sự triệt phá và về đám cháy thành tơ ra trong một đêm như đêm nay So với ngài, Homer là cái thá gì ngay cả thần Apollon với chiếc đàn phôminga của thần cũng là cái thá gì đến đây ngài vung tay lên đập vào những sợi dây đàn và thốt lên những lời của vua Priam ôi tổ ấm của cha ông ta ôi cái nôi yêu dấu trong không khí ngoài trời bên tiếng gầm của đám cháy và tiếng ồn ả phía xa xa của đám đông hàng nghìn người giọng của ngài có vẻ thảm hại run rẩy và nhỏ bé đến lạ lùng còn những thanh âm họa theo vang lên như tiếng vo ve của loài ruồi à, Song, xong những vị nguyên lão các quan chức và cận thần đứng tụ tập trên đường máng nước đều cúi đầu lắng nghe trong niềm tán thưởng câm lặng còn ngài hát mãi và chỉnh giọng mỗi lúc một não lòng hơn những lúc ngài dừng lại lấy hơi và đồng ca của các ca công lại lặp lại vần thơ sau chót rồi đó bằng một cử chỉ học được của Aliturus Nero lại vứt bỏ khỏi vai chiếc uh, chiếc si ma bi thương đập vào dây đàn và hát tiếp Cuối cùng ngài cũng hát hết bài ca đã được soạn ra từ trước và bắt đầu ứng tác tìm những sự so sánh kỳ vĩ trong cái quang cảnh đang trải ra trước mắt ngài, mặt ngài bắt đầu biến đổi ngài không hề xúc động trước sự tàn phá của thành phố quê hương nhưng ngài đã say sưa và xúc động bởi sự trang trọng của những lời thơ của chính ngài đến mức đột nhiên ngài buông cây đàn lướt rơi thành tiếng xuống chân quấn mình trong chiếc uh, sima. ngài đứng lặng yên như hóa đá trông hệt như một trong những pho tượng niobe trang trí cho sân trong uh, của cung điện palatine sau một giây im lặng một tràng sấm hoan hô vang lên nhưng đáp lại chúng từ xa là tiếng hú hét của đám người giờ đây không còn ai nghi ngờ gì nữa là chính hoàng đế đã ra lệnh đốt cháy thành phố để dựng lên một quang cảnh và ca hát những bài ca trên cái phong ấy Nghe thấy tiếng kêu gào đó của hàng trăm nghìn con người, Nero bèn quay lại phía các cận thần với nụ cười buồn, đầy tuyệt vọng của một con người bị xúc phạm và nói, Đấy, dân Quiris biết đánh giá ta và thi ca như vậy đấy bọn khốn nạn vatinius đáp xin người hãy ra lệnh cho lính cấm vệ đánh thẳng vào bọn chúng nero quay sang tigellinus liệu ta có thể tin vào sự trung thành của binh lính hay chăng vâng thưa thánh thượng viên chỉ huy quân cấm vệ đáp à, xong ông petronius nhún vai tin được vào sự trung thành của chúng chứ không thể trông cậy vào số lượng của chúng đâu ông nói tạm thời xin người hãy ở lại nơi đây nơi người đang đứng bởi đây là chỗ an toàn hơn cả còn đám dân chúng kia thì cần phải làm yên đi đã cả ông Seneca lãnh chấp chiến quan uh, Licinius cũng cùng ý kiến như thế trong khi đó, phía dưới kia, sự sôi động tăng lên, quần chúng tự vũ trang bằng những phiến đá, cọc chống lều, những miếng ván phá từ các cổ xe và những chiếc cán cùng đủ các loại sách thép khác nhau. Lúc sau, một vài viên chỉ huy toán vệ binh tiến lại báo rằng bị đám quần chúng lấn ép, lính cấm vệ phải cố hết sức mới duy trì được đội hình chiến đấu và do không được lệnh tấn công nên chúng đang không biết phải làm thế nào. Lại các thần neuro thốt lên, thật là một đêm khó tả. Một bên là đám cháy, một bên là biển người đang gào thét. Và ngài lại bắt đầu tìm những vần thơ khả dĩ có thể diễn tả một cách tuyệt vời nhất nỗi nguy hiểm của thời điểm ấy. À, song nhìn thấy chung quanh toàn những khuôn mặt tái nhợt và những cái nhìn không yên, bản thân ngài cũng đâm ra sợ hãy đưa cho ta một chiếc áo choàng màu sẫm có mũ che Ngài kêu lên có thật sắp phải đánh nhau rồi hay chăng tâu hoàng thượng tigellinus đáp với giọng không mấy chắc chắn thần đã làm tất thảy những gì có thể nhưng mối nguy này thật đáng sợ xin người hãy lên tiếng đi thưa hoàng thượng xin hãy nói với mọi người và hãy hứa hẹn với bọn chúng hoàng đế mà lại phải nói chuyện với bọn vô lại sao có ai nhân danh ta làm việc đó hay chăng ai nhận nào thần ạ à, ông petronius bình thản đáp đi đi nào bạn ta khanh là kẻ trung thành với ta nhất trong những lúc hoạn nạn đi đi và chớ có tiếc lời hứa ông petronius quay lại phía đoàn người tùy giá với vẻ mặt đầy khinh thị và giễu cợt các vị nguyên lão có mặt tại đây, ông nói, ngoài ra cả ông Piso, anh Nova và Senecio đi cùng với tôi. À, rồi ông khoan thai bước xuống khỏi đường máng nước, những người được ông gọi đi à, theo sau ông không phải không ngần ngừ, không những được cổ nhưng cũng được cổ vũ chút ít bởi sự bình tĩnh của ông. Xuống đến trên những vòng cung, Petronius ra lệnh đưa tới cho mình một con ngựa bạc, rồi ngồi lên lưng ngựa. Ông dẫn đầu toán người đồng hành vượt qua những toán cấm binh dày đặc, hướng về đám tiện dân đen ngòm, đang hú hét, không một tấc sắt. Trong tay ông chỉ có một chiếc gậy mỏng manh bằng ngà voi mà ông thường dùng để chống ông tiến đến sát tận nơi ngựa ông va cả vào đám người chung quanh trong ánh sáng của đám cháy thấy rõ những cánh tay dơ cao cầm đủ mọi loại vũ khí những đôi mắt cháy bỏng những bộ mặt bóng nhảy mồ hôi và những cặp môi ngầu bọt đang gào thét làn sóng điên loạn ấy lập tức vây chặt lấy ông và cả toán tùy tùng phía sau trông rõ cả một biển những cái đầu chuyển động lắc lư kinh khủng tiếng huyên não càng tăng lên và biến thành tiếng rống gầm không giống tiếng người nữa những chiếc gậy đinh ba thậm chí cả những thanh gươm nữa hoa lên trên đầu ông petronius những cánh tay thú dữ vươn ra muốn tóm lấy cương ngựa ông, muốn tóm cả ông nữa, nhưng ông vẫn cứ tiến vào mỗi lúc một sâu thêm, lạnh lùng, thản nhiên, khinh khi. Thỉnh thoảng ông lại dùng gậy đập lên đầu những kẻ táo tợn nhất, ngỡ như ông đang dẹp đường cho mình trong một đám đông rất đổi thường tình. Và chính sự tự tin của ông, sự bình tĩnh của ông khiến đám tiện dân à, đang náo động phải kinh ngạc mãi sau người ta bắt đầu nhận ra ông nhiều giọng gào lên petronius uh, arbiter elegantiarum ngài petronius petronius bốn phía đều vang rền tiếng gọi À, và càng nhắc cái tên ấy bao nhiêu những bộ mặt chung quanh càng bớt dữ tợn đi bấy nhiêu tiếng huyên náo càng đỡ phần gây gắt bởi nhà quý tộc trang nhã này mặc dù chẳng bao giờ lấy lòng dân chúng song lại được người ta yêu mến người ta xem ông là một người nhiều nhân tính và hào phóng và ông đặc biệt nổi tiếng kể từ lúc có vụ án Pedanius Secunda khi ông lên tiếng đòi giảm nhẹ bản án thảm khốc tử hình tất cả nô lệ của viên quan nọ kể từ sau vụ đó đám nô lệ lại càng đặc biệt ngưỡng mộ ông với một tình yêu mến không kìm hãm nổi thứ tình yêu mà những con người bất hạnh và bị trà đạp thường dành cho những người biểu lộ cho họ dù chút ít đồng cảm Ngoài ra, vào lúc này người ta còn tò mò muốn biết vị sứ giả của hoàng đế sẽ nói điều gì, bởi không một ai nghi ngờ rằng hoàng đế đã cố ý phái chính ông. Còn ông cởi chiếc áo tô ga màu trắng, có những đường viền đỏ thắm, dơ lên đầu vẫy vẫy, ra hiệu muốn nói «Im đi, im đi kìa!» khắp các phía người ta kêu lên một lúc sau người ta im lặng thực khi ấy đứng thẳng người trên lưng ngựa ông cất tiếng nói giọng vang động nhưng bình tĩnh hỏi các công dân những ai được nghe ta nói hãy lặp lại lời ta cho những kẻ đứng xa hơn mọi người hãy cư xử cho ra hồn người chứ không phải như lũ thú dữ trong đấu trường chúng tôi nghe đây chúng tôi xin nghe Vậy thì hãy nghe đây, thành phố sẽ được xây dựng lại các khu vườn Luculo, Mesena, Seda và Agrippina sẽ mở rộng cửa đón các người. Từ ngày mai sẽ bắt đầu phát triển ngũ cốc, rượu vang và ô liu đến mức các người có thể tọng đầy đến tận họng sau đó hoàng đế sẽ tổ chức cho các người những hội vui mà cho đến nay thế gian chưa từng thấy bao giờ trong đó các người sẽ được hưởng tiệc rượu và quà tặng sau đám cháy các người sẽ giàu có hơn trước đám cháy rất nhiều đáp lời ông là những tiếng rì rầm lan từ giữa ra khắp bốn chung quanh, hệt như những làn sóng lan trên mặt nước khi có ai đó ném xuống nước một hòn đá. Đó là những người ở gần ông đã lặp lại cho kẻ xa hơn những lời ông vừa nói. Sau đó đôi chỗ vang lên những tiếng kêu la vẻ tức giận hay tán thưởng và rốt cuộc những tiếng đó biến thành một tiếng hô đồng thanh vang động à, panem et uh, chú thích La bán mì và hội thi à, trong thời kỳ à, đế quốc La Mã. Đây là đòi hỏi chủ yếu của đám tiện dân và thường được chính quyền thỏa mãn phần lớn hết chú thích. Ông Petronius cuốn chặt người trong chiếc áo toga và đứng yên hồi lâu à, trong bộ phục trang sắc trắng nom ong hệt như một pho tượng cẩm thạch. Tiếng hò reo càng tăng lên, át cả tiếng gầm của đám cháy vang động khắp bốn phía. Mỗi lúc một sâu hơn, à, song rõ ràng là vị sứ giả hãy còn điều gì đó muốn nói bởi ông cứ đứng chờ mãi sau giơ cán tay ra lệnh im lặng ông nói to ta hứa với các người panem et, uh, Sir senses còn bây giờ các người hãy hò reo lên để chào đón hoàng đế người đã nuôi các ngươi ăn cho các người mặc rồi sau đó hãy đi mà ngủ đi hỡi lũ vô lại vì trời sắp sáng rồi kìa Nói đoạn, ông quay ngựa lại và vừa dùng chiếc gậy đập nhẹ vào vào đầu vào mặt những kẻ đứng tránh đường. Ông khoan thai tiến về phía những hàng lính cấm vệ. Lát sau, ông đã đến dưới trên đường máng nước. Lên trên, ông gặp một cảnh tượng gần như hoảng loạn. Người ta không hiểu rõ tiếng hò reo Panem et Sosenses mà cho rằng lại bùng nổ một cơn cuồng nổ mới thậm chí người ta cũng không ngờ rằng ông petronius lại có thể thoát thân nên vừa thoáng trông thấy ông nero đã chạy vội tới tận cầu than mặt nhợt nhạt và xúc động hỏi dồn thế sao đằng ấy xảy ra chuyện gì thế đã đánh nhau rồi chăng petronius hít một hơi đầy phổi thở ra thật mạnh và đáp thề có polus Chúng nó nồng nặc mùi mồ hôi và xú khí. Ai đưa hộ tôi bình sông hương nào, tôi đến chết ngất mất thôi. Rồi quay sang, ông quay sang hoàng đế, thần đã hứa hẹn với chúng nó ngủ cốc, ô liu, mở cửa các khu vườn và trò vui. Ông nói, thế là chúng nó lại ca ngợi hoàng thượng, và bằng những cặp môi sùi bọt, chúng lại gào lên chào đón người. Lại các thần linh, lũ tiện dân này có cái mùi mới khó chịu làm sao? Liến cấm vệ của tôi đã sẵn sàng tigellinus kêu lên và giá như ông không dẹp yên chúng thì à, bọn hò la kia sẽ phải ngậm miệng đời đời tâu hoàng thượng thật đáng tiếc là hoàng thượng đã không cho phép thần dùng sức mạnh petronius nhìn kẻ đang nói nhún vai và bảo cũng chưa bị mất gì đâu ông có thể sẽ phải dùng sức mạnh vào ngày mai đấy không không hoàng đế phán ta sẽ ra lệnh mở cửa các khu vườn và ban phát ngũ cốc cho chúng cảm ơn khang petronius ta sẽ tổ chức những cuộc vui và ta sẽ công diễn à, bài ca mà hôm nay ta hát cho các khang nghe nói đoạn ngài đặt tay lên vai ông petronius im lặng hồi lâu cuối cùng sau khi đã bớt xúc động ngài mới hỏi khang hãy nói thật lòng nhé khang thấy khi hát ta thế nào Hoàng thượng thật xứng với quan cảnh này, cũng như quan cảnh thật xứng với người, ông Petronius đáp. Rồi ông quay lại phía đám cháy, à, xong chúng ta hãy ngắm nhìn nữa đi, ông nói và hãy vĩnh biệt thành rôn cũ.